Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh. Thì hôm nay mình đi quay một cái chiếc này cho mọi người xem đây. Cái chiếc này tên có tên của nó là kêu bằng tàu cốt nha các bạn. Nhưng mà cái tên năm nào của nó thì mọi người thường kêu đó là cái sáng thổi, còn kêu là cái vàng khoan hút cát đó các bạn. Mình thấy nó rất là nhiều điều thú vị, nó khác Thái Lan của mình rất là nhiều. Nên mình đã đến đây để xin anh chủ để mà quay để gửi đến cho mọi người xem và khám phá của nó. Những cái động cơ của nó thì nó rất là lớn hơn Thái Lan, với thêm bộ phận mà thị lực. Thì giờ mình sẽ mời mọi người đi vô trong cái phần chi tiết của cái chiếc này nha. Chiếc này cái chiều dài của cái kêu này kêu bằng cái gì trật, cái đầu phá, đúng rồi, cái đầu phá này các bạn. Đi vô trong tới cái đó thì nó 10 mét nha các bạn. Các bạn xem cái đầu đây, cái này thì còn được gọi là cái mũi dao hay là cái mũi khoan. Cái còn cái phần thân tàu thì dài 12 mét. Cái chiếc này thì chiều ngang tổng thể của nó là 5m5 các bạn, là phủ bì qua hai cái phao luôn ha. Là cái máy là Cummins Komatsu VST30 1050 CB các bạn. Đặt hộp số là 1 tua rưỡi để mà chạy cái dàn phan. Cái chiếc này thì có thể bơm tối đa là 2 cây số nha các bạn. Cái ước tính mà cái công suất nó đạt được là 3.000 khối lỏng trên 1 tiếng đồng hồ. Rất là dữ dội luôn, rất là khủng khiếp các bạn. Nó có thể là mạnh hơn cái vòi rồng đó. Cái hoành của cái phao này á, là đường kính của cái phao này là 1m2 đây các bạn, để mà kiểu giống như là nó làm giống như là một cái nhà nổi để mà để nâng những cái chiếc phà của mình lên nha. Đây tạm kêu là chiếc phà đi cho mọi người dễ hiểu, tại vì cái này kêu cái tên chính xác thì sợ nhiều người là kiểu giống như là lạ tay á. Rồi đây thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái mũi phá đây nha. Cái này thì sắt dày tới 30 lần, cái lắp ở đây thì 100 các bạn, ở trong thì 120. Đây là một cái thiết kế là cái đầu mũi khóa nó sẽ nạo sình nạo đất lên, kiểu giống như là nó sẽ làm cho cái đất sình nó bở gỡ ra, nó sẽ nhỏ đi giống như là một cái cục đá mà mình đập dập nó ra vậy các bạn. Thì kèm theo ở dưới đó thì sẽ có một cái ống hút, cái ống đó là ống hút vô là 355, ống ra thì 315, để mà vừa phan mà vừa hút lên nó sẽ tạo cho nó lợn cợn như khi mà vô mau trong máy vô bơm rồi nó sẽ bơm lên trên bờ các bạn. Cái này thì để công dụng của nó là để nạo vét lòng sông rồi bơm lên trên những cái ai mà cần san lấp mặt bằng đó. Đó thì cái là cái công dụng của nó nha các bạn. Đây, quá trời luôn cái đầu nè. Những cái đầu bánh móng găng này thì ảnh lấy bên xe cuốc, ảnh chế, ảnh đắp qua. Nhưng mà nó rất là chất lượng và rất là cứng nha các bạn. Đặc biệt là cái sắt ở đây 30 ly mà ảnh uống được cái mũi khóa như thế này. Rất là dữ trời luôn nè. Đây thì có thêm một cái dàn gõ ghẻ để mà mình kéo lên trên đó, khi mà mình cần nâng hạ thì cái dàn phan này có thể phan tối đa độ sâu là 6 mét nha các bạn. Cái đầu mũi phan đi vô tới trong đó thì là 10 mét nhưng mà chỉ phan 6 mét rồi, tại vì mình cũng cần cái độ lại mình bẻ quá thì nó cúp ống ngay chỗ này nha các bạn. Đây thì cái đầu phá nó sẽ vận hành bằng cái bơm thủy lực 5 sao. Đây. Càng bơm thủy lực ở bên đây đi thì nó đạt đến cái sức ký là 300 kg nha các bạn. Nhưng mà những cái ống này, những cái ống T-Bend thủy lực này bên anh Nhân làm rất là chất lượng, là ảnh đi tới ống 500 lần để cho nó dư luôn cái độ chịu đựng của nó. Thì các bạn dòm cái bơm nó rất là dữ trời nè. Đó, kêu bằng cái 5 sao nha các bạn. Còn đây là cái dàn ống. Cái ống này là cái ống chính để mà hút vô. Ống này là 355 phi của nó. Sắt của chiếc này thì được đóng 8 ly trở lên không mà cho các bạn. Tại vì do nó xài máy lớn với thêm hoạt động mạnh nữa, tác động mạnh nữa nên đa số là 8 ly trở lên. Ngay chỗ cái khúc nối ngay chỗ này thì sẽ có một cái ống mềm để mà mình khi mà mình co xuống như thế này thì nó sẽ đi theo nha các bạn, không có bị móp ống hay là gãy ống. Đây là một cái thiết kế ở bên anh Nhân, anh tự sáng chế ra để mà phục vụ cho bà con anh em cô bác luôn nè. Thì bây giờ thì mình sẽ đi lên cái phao này để mà tiến vô trong cái hầm máy cho mọi người xem. Cái chiếc này thì đặt máy rất là lớn. Đây là cái phao của nó, phao để nâng cái chiếc phà của mình lên các bạn, giữ nó nằm ở trên mặt nước để mà vận hành nha. Ở trên đây thì có thêm một số trụ bít nữa này để mà mình cột dây đó. Còn đây thì cũng có cái hầm sốt. Ở bên Thái Lan thì kêu hầm sốt, nhưng mà bên đây thì mình không biết kêu bằng cái gì nha. Để mà mình kiểm tra hoặc là mình lâu ngày mình đi dưới có thể là mình sơn ở trong đó hoặc là thay nhớt trong đó để
bảo vệ tài sản các bạn. Để dựng cái cẩu chữ A ở ngoài trước đó, cái cần cẩu màu vàng đó các bạn, thì anh sẽ dùng hai cái cọng dây cáp để mà chịu lại đây. Ở đây thì sẽ có một cái bát đây, nó sẽ dùng hai cọng dây cáp để mà chịu cái cẩu chữ A lại các bạn, để cho nó làm cái trọng lực để mà nâng hạ cái mũi phá của mình. Đặc biệt một điều nữa là cái mũi phá này nó vừa nâng hạ xuống và nó có thể đưa qua đưa lại luôn các bạn, nhưng mà đưa qua đưa lại thì ít thôi, một cái kích thước nhất định thôi các bạn. Và bây giờ thì mình mọi người cùng nhau tiến vô trong cái phần cabin nha. Cái chiếc này rất là đặc biệt là nó xài toàn bộ bằng thủy lực hết trơn luôn các bạn. Nhưng thêm một cái đặc biệt nữa là thủy lực có thể là sẽ vận hành theo cái tốc độ mà mình mong muốn luôn. Đây là cái bàn điều khiển của cái chiếc này. Cái chiếc này không phải là tự hành nha các bạn. Nó không thể tự chạy ở trên một cái con sông được. Nó phải cần đến cái sự hỗ trợ của những cái đầu kéo lai dắt khi mà muốn di chuyển đi. Thì cái chiếc này sẽ chạy một cái động cơ chính, đó là VST 30 1050 CV. Đây là cái bộ máy của nó, thì chút xíu nữa mình sẽ đi dưới quay chi tiết cho mọi người xem hơn. Còn đây là cái bàn điều khiển. Đây là cái cần ga đây các bạn. Ở đây thì sẽ có ba cái đồng hồ này là để cái chính giữa này là của cái mũi phá nha các bạn. Còn hai bên này là của cái đồ đưa qua đưa lại sang trái sang phải đó. Mình có thể là di chuyển cái mũi phá nó sang phải hoặc là sang trái luôn, nhưng mà với một cái mức nhất định thôi các bạn. Đây là cái dàn điều khiển, toàn bộ là bằng thủy lực. Đây ví dụ đây là nâng hạ nè, đó mình có thể là nâng hạ mũi phá xuống nè. Này là bên tài mạng nè, còn ở bên đây là tài lái nè. Đặc biệt thêm một cái mà mình mới vừa nói hồi nãy, đó là nó có thể chạy bằng cái tốc độ là theo ý mình mong muốn. Là có nghĩa là khi mà mình chạy ở đây là đồng hồ cái mức áp của nó là 300 kg, thì cái mũi phá ở dưới mình muốn cho nó chạy chậm thì chạy chậm, muốn cho chạy nhanh thì chạy nhanh, nó qua sẽ qua cái volume này. Thì mình chạy chậm đi, cái mũi phá mình quay chậm cho nó là 10 giây trên một vòng, thì cái sức lực của nó vẫn mạnh bình thường nha các bạn. Vẫn mạnh là 300 kg, nó không có giảm đi. Để mà mình pha đất cứng, khi mà mình vô dùng đất cứng thì mình cần phải giảm cái tốc độ nó lại để cho nó quay chậm cho cái máy mình nó đủ lực để mà phá những cái cục đất cứng ra. Nhưng mà cái sức nén của cái mũi phá thì nó vẫn giữ là 300 kg. Còn khi nào mà mình gặp đất mềm gì đó nó dễ xử lý thì mình tăng tốc độ nó lên để cho cái tiến độ bơm của mình nó nhanh hơn các bạn, thì mình sẽ dặn cho nó lên. Cái rất là đặc biệt ở cái chỗ đó các bạn. Cái chiếc này thì rất là thích hợp cho những cái công ty mà san lấp mặt bằng. Thì hồi nãy mình có hỏi anh Nhân là cái chiếc này thì cái giá hoàn thành ước tính của nó tầm 3,5 tỷ. Cũng tùy theo là cái cách mình đặt máy với cái bộ hệ thống thủy lực nó như thế nào mà cái mức giá nó sẽ chênh lệch rất là cao nha các bạn. Ví dụ như cái máy này mà các bạn thay thế vô là cái K19 thì các bạn thấy nó đã chênh lệch rất là nhiều rồi. Nó thì nó chỉ phỏng đoán như thế thôi. Còn cái cách mà mình đi vô trong cái phần chi tiết thì tùy theo mọi người nữa. Còn đây tất cả là dàn hệ thống thủy lực để mà chèn đi lên trên. Cái thùng này là chủ yếu là để kìm cứng cái đầu ống này. Cái đầu ống này là sẽ vô bơm nè các bạn. Đó. Dàn hệ thống thủy lực này là tất cả đều đồ mới hết trơn luôn nha. Thì anh sẽ hàn một cái kim ra một cái thùng để mà chịu tiếp cái đầu ống. Chứ nếu mà mình bắt cái đầu ống đi vô trong cái miếng tôn đó không á thì nó sẽ yếu đi các bạn. Nên thì hàn thêm một cái thùng á, kiểu giống như là cho nó chịu cái đầu nó được dài ra nó cứng hơn. Còn ở dưới đây là cái nền máy đó các bạn, sắt rất là dày. Bởi vì anh nói là sắt toàn bộ là 8 ly trở lên, tại vì cái máy cái chiếc này đa số là đặt máy lớn. Cái vị trí của cái bơm là sẽ đặt ngay đây. Còn cái hộp số này là các bạn thấy nó bự như thế thôi, nhưng mà nó chỉ có là 1,5 tua thôi. Cái máy cái hộp số này thì anh nói với mình đã đặt ở bên Trung Quốc để cho nó chế nhông lại các bạn. Cái giống như là gáp nhông khác lại, chứ không phải là đem về đây để mà chế cháo. Là cái nguyên gen của bên bản là nó như thế này luôn. Nhông lớn, hộp số lớn nhưng mà chỉ có 1,5 tua thôi. Tại vì nó cần cái tốc độ để mà bơm đó các bạn. Bởi vậy mới có thể là hoạt động được 3000 khối lỏng trên 1 giờ. 3000 khối lỏng là khối nước đó các bạn. Khi mà mình tính ra khối đặc thì nó tầm khoảng 300 khối. 300 khối khi mà đắt nó lóng lại, đặt lại. Thì cái công suất máy nó vận hành được thì cũng tùy theo cái cách mà người thợ chạy, với thêm một cái nữa là môi trường đất.
môi trường đất nó cứng hay là nó mềm nữa các bạn, thì nó sẽ chênh lệch tầm khoảng 300 khối đến 450. Còn đây là cho mọi người xem cái đầu máy của cái chiếc này. Đây là cái động cơ chính. Rồi ơi, Komatsu VST 30 1050 mã lực. Động cơ V12 máy nha các bạn. Ở trên này thì có hai cái trục bô luôn nè. Quá trời khủng rồi. Hồi như hồi nãy mình nghe anh Nhân nói là cái động cơ này là cái sự hợp tác của bên Mỹ và bên Nhật nha các bạn. Bởi vì nó mới có cái tên là Komatsu. Cái này mà mình đặt xuống xà lan chạy phải nói là nhức nách. Đặt xuống xà lan mà đặt hộp số tôi gửi gắn tiền dịch cao tốc vô nữa là tới tiền luôn các bạn. Đây ở bên đây thì có những cái đồng hồ tua, đồng hồ báo nhớ, đồng hồ báo điện ở bên đây. Ảnh đã rất là kỹ để chùm lại, sợ nhiều khi sắt nó va chạm nó bể các bạn. Thì cái chiếc này thì chưa có hoàn thành nha. Để khi nào mà hoàn thành hạ thủy mình sẽ quay chi tiết, rồi mình sẽ quay cái cảnh mà test máy cho mọi người xem tiếp. Còn đây là cái số đây các bạn, 1050, 2001 dòng trên phút nè. Các bạn thấy không? Wow, còn mấy cái số khác thì mình không gõ cho lắm nha các bạn. Mấy số khác thì mình không gõ cho lắm. Đây là Komen đây. Cái mộc được đóng rất là chắc vô đó rồi. Bên đây là con heo dầu. Cái chiếc này thì sẽ có hai con heo dầu nha các bạn. Nhưng mà mình để coi coi có mấy cái cốc đề. Quá trời, cái vàng này mình giờ mình gối não luôn rồi. Nói chung là lần đầu tiên gặp cái máy lớn như thế này các bạn. Đây bên đây thì một con heo dầu bên đây nó sẽ bơm cho 6 máy bên đây. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng qua bên kia. Ở đây sẽ có một cái bơm thái để mà giải nhiệt nước máy nè, hút nước từ ở ngoài sông vô các bạn. Ở ngoài trước đầu thì sẽ gắn thêm một cái bơm thủy lực để mà hoạt động cái mũi khóa của mình dưới cái vàng năng hạ. Rất là nhiều thứ để mà mình khám phá trong cái chiếc này luôn các bạn. Còn đây là cái bình nước ngọt rất là khủng luôn. Ôi má ơi. Thêm một cái chất lượng nữa là cái đầu bơm thủy lực này ảnh đấu thẳng vô trong cái cốt luôn nha các bạn. Không có xài dây co go để bảo đảm cái sự an toàn tuyệt đối, với hạn chế đi những cái sự cố giống như là tuột dây hoặc là dây nó bị mòn, hao mòn các bạn. Rất là chất lượng luôn. Còn đây là vàng ống nước co bọng rồi nè, ảnh chưa có câu vô nha các bạn. Nhưng mà mình dòm vô cái vàng thủy lực này là mình thấy nó hơi bị muốn điên điên chút rồi đó. Nói chung là mình không có nằm ở trong chuyên môn thì các bạn dòm vô thì cũng khó, rất là khó là hiểu. Nhưng mà những cái người mà người ta đã làm nhiều năm kinh nghiệm thì dòm vô thì thấy đơn giản nha các bạn. Rất là gối luôn. Quá trời, cái bình nước trộn này nó lớn rồi má ơi. Ở đây sẽ kèm thêm một cái bơm thủy lực ở đây nữa. Tại vì cái đầu kia đã đấu vô trong cái cốt rồi nên bắt buộc phải kèm thêm một cái này, để mà cái nhỏ này là để sử dụng cho cái vàng năng hạ với hai cây sào nha các bạn. Ở ngoài sau nó sẽ có hai cây sào giống như là hai cái trụ mà chống chờ vậy đó. Khi nào mà đi muốn đậu lại thì sẽ hạ hai cái trụ đó xuống, cắm xuống. Cái chiếc phà hút của mình nó sẽ nằm im tại chỗ các bạn. Ở bên đây là tới 4 cái lực nhớt này các bạn thấy không? Đằng đó thì sẽ có thêm một cái con heo đó nè. Hai bên sẽ hai con heo các bạn. Cho các bạn coi lại cái body máy thêm một lần nữa đây. Thì để mình cố gắng khi nào mà chiếc này hoàn thành hạ thủy rồi chạy thử, mình sẽ quay thêm vài cái clip nữa cho mọi người xem nha. Wow, rất là khủng các bạn. Cái chiếc này phải nói mà máy, khi mà khởi động máy lên là cái tiếng vô nghe chắc cũng hơi dữ trời luôn á. Ở ngoài trước này là cái vàng năng hạ tời nè các bạn. Động năng hạ cái mũi khóa chứ. Cái này là sẽ nâng lên hạ xuống. Còn hai cái phụ, hai cái nhỏ ngay chỗ này là sẽ đưa mũi khóa mình qua lại nha các bạn. Đa số là xài 5 sao hết trơn. Đây. Cái bot. Đây phía mà sau, đây phía mà sau mà mình nói đây. Sẽ có hai cây chống trời. Kêu bằng hai cây sào nha các bạn. Đó. Chừng nữa thì sẽ dùng, anh sẽ gáp thêm một cái thi lực để mà nâng lên hạ xuống cái cây sào này luôn. Khi nào mà mình đã vô trong cái khu mà mình cần hoạt động rồi, mình chỉ cần cắm sào xuống thôi.
là cái mũi khóa mình nó có thể là hoạt động ở ngoài trước mà cái con tàu của mình không có bị bơi giạt hay là bơi tấp đi cái hướng nào khác các bạn. Đây cho các bạn xem đây, cái đường hàng ở bên anh Nhan rất là đẹp luôn nha, vừa dày lại mà vừa đẹp nữa, toàn là giấy cá thôi mà các bạn. Ở bên đây cũng vậy đó nè, và thấy không, những anh thợ ở đây hàng rất là chất lượng luôn nha, tại vì những cái đồ này là thuộc dạng hàng khủng rồi các bạn ơi. Cái sức mà để mà nó hoạt động nó rất là mạnh, bởi vì mình phải làm cho nó chất lượng. Giống như các bạn thấy cái mũi khóa ở ngoài trước đó, nếu mà yếu là nó sẽ bị bung cái hàng, bởi vì anh hàng rất là ghê gớm, giờ nó rất là chất lượng các bạn. Rồi thì xương xương bao nhiêu thôi các bạn, để khi nào mà chiếc này hoàn thành 100% rồi mình sẽ tiến quay lại đây để mà quay em nó Hà Thị với khởi động cho mọi người xem nha. Rồi thì cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này, hẹn mọi người ở những video tiếp theo.